Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp phạm tam tai năm thứ 3. Đó là tuổi Thân, Tý, Thìn, đúng không ạ? Vậy thì vận trình của những người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn trong cái năm tam tai thứ 3 sẽ như thế nào? Tai họa ra sao? Và cần phải lưu ý những điều gì để không phạm phải những cái đại kỵ trong phong thủy, giúp cho những gia chủ tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn có được một năm bình an và may mắn hơn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, trước khi đi vào phần luận giải chi tiết của những người tuổi Thân, Tý, Thìn trong năm 2024, thì chúng ta cũng phải hiểu cái hạn tam tai là gì, đúng không? Như chúng ta đã biết, tam tai, tam có nghĩa là ba, tai có nghĩa là cái tai họa. Vậy tam tai được hiểu là ba cái tai họa. Tam tai gắn với 12 con giáp được cho là cái vận hạn trong 3 năm liên tiếp của mỗi tuổi con giáp. Theo đó, cứ trong một đời người thì cứ quay vòng 12 năm, một chu kỳ thì sẽ có 3 năm liên tiếp gặp cái hạn tam tai với 3 kiểu tai họa khác nhau tùy từng vào cái năm phạm, bao gồm có gì? Hỏa tai, phong tai và thủy tai. Cụ thể được lý giải như sau: hỏa tai là tai họa do gây ra do lửa cháy, như là cháy nhà, cháy rừng, vân vân. Thủy tai là tai họa gây ra do cái nước như lũ lụt, sóng ngầm, chết đuối. Còn phong tai là cái tai họa xảy ra do gió, do bão, do lốc, vân vân. Thì ngoài ra có thể hiểu tam tai gồm 3 cái tai họa nhỏ: cơ ẩn chi tai, có nghĩa là đói khát ấy, tật dịch tai và binh đao tai. Cơ ẩn chi tai là cái tai họa do mất mùa, do gì đói ăn, đó. Tật dịch tai là cái tai họa do bệnh dịch truyền nhiễm. Đao binh tai là tai họa do chiến tranh. Quan niệm dân gian cho rằng khi vào cái vận tam tai thì hay bị khốn đốn, trắc trở, gặp nhiều chuyện vất vả, phiền phức. Đặc biệt là khi cả vợ cả chồng cùng nằm trong cái bộ tam hợp tuổi ấy, thì nói chung là đôi bên lại càng phải mệt nhọc hơn. Theo đó, người ta khuyên trong năm đầu của tam tai thì tốt nhất không nên bắt đầu tiến hành những việc trọng đại, hay là còn gọi là khởi sự đấy. Ở năm giữa của tam tai thì tốt nhất không nên dừng lại cái việc đang làm, vì thường sau khi tiếp tục lại sẽ gặp trở ngại, gặp khó khăn. Và ở năm cuối của năm tam tai thì không nên kết thúc cái việc quan trọng vào đúng cái năm tam tai này. Cái mức độ ảnh hưởng sẽ làm ảnh hưởng nặng đến gia đạo. Đó cũng là cái thiệt thòi của những cái tuổi tam hợp. Nếu vợ chồng mà không cùng tuổi tam hợp thì hạn giải rác sẽ đỡ bị cái áp lực hơn. Thưa quý vị, Tử Thông đã có cái video chia sẻ về cái chuyện là tam hợp hóa tam tai trên kênh. Thì quý vị hãy xem lại trên kênh nhé, để biết cách hóa giải. Quý vị thân mến, vậy thì cái hạn tam tai ấy, một số người thắc mắc là cái hạn tam tai thì nó vào cái năm nào là cái năm nặng nhất, đúng không ạ? Quý vị thân mến, thông thường thì năm giữa của năm tam tai là cái hạn nặng nhất. Nó liên quan đến các vấn đề ổn định về công việc. Kế tiếp là gì? Cái năm thứ nhất của tam tai và năm cuối tam tai nó chịu ảnh hưởng ít hơn, bởi nó đây là cái năm mà cái năm phục hồi và cái năm khởi sự, đúng không ạ? Tuy nhiên, trong 3 năm tam tai thì gia chủ vẫn nên hành sự một cách cẩn trọng, hạn chế mưu cầu chuyện đại sự, đề phòng bất chắc có thể xảy ra. Vậy thì cách tính tam tai thế nào? Thì cách tính tam tai, người ta dựa vào cái bộ tam hợp để ta tính, đúng không ạ? Người ta sẽ dựa vào cái bộ tam hợp địa chi. Ví dụ như là những người tuổi Thân, Thân, Tý, Thìn thì 3 năm liên tiếp là Dần, Mão, Thìn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dựa vào cái bộ tam hợp địa chi này. Đó, Thân, Tý, Thìn, đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ dựa vào bộ tam hợp địa chi nhé. Chúng ta có 4 bộ, đúng không ạ? Thân, Tý, Thìn này, Dần, Ngọ, Tuất này, Tị, Dậu, Sửu này và Hợi, Mão, Mùi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lấy cái chi cuối, cái địa chi cuối của năm rồi chúng ta giật lại thì sẽ là gì? Thì sẽ là ra là năm tam tai. Ví dụ như tuổi Thân, Tý, Thìn thì 3 năm từ Thìn, đúng không ạ? Thì nó sẽ là gì? Thìn, Mão, Dần, tức là gì? Dần, Mão, Thìn là 3 năm liên tiếp, đúng không ạ? Tức là cái chi cuối, cái chi cuối là bị phạm này. Sau đó đến gì? Hai chi tiếp theo. Ví dụ như là tuổi Dần, Ngọ, Tuất, đúng không ạ? Bị Dần này, Dần này, Ngọ này, Tuất này, Dần, Ngọ, Tuất này thì sẽ là 3 năm thăm tai là gì? Thân, Dậu, Tuất, Tuất, Dậu, Thân, đúng không ạ? Những người tuổi Tị, Dậu, Sửu, Tị, Dậu, Sửu thì sẽ là 3 năm là gì? Sửu, Hợi, Tý, tức là Hợi, Tý, Sửu đấy. Đó. Và những người là gì? Ở năm cuối là năm gì? Hợi, Mão, Mùi chẳng hạn. Hợi, Mão, Mùi, ví dụ như là Hợi đây, Mão đây, Mùi đây thì sẽ gặp 3 năm liên tiếp là gì? Là Tị, Ngọ, Mùi, đúng không ạ? Đó là những người mà gặp cái hạn tam tai, và cách tính tam tai là như vậy. Như vậy là quý vị chỉ cần biết là cái bộ tam hợp là chúng ta sẽ biết được cái gì? Cái tuổi là tuổi phạm tam tai.
Vậy thì khi gặp hạn tam tai ấy, thì mọi người sẽ ra sao đúng không ạ? Thưa quý vị, gặp cái hạn tam tai thì mọi người có quan điểm chung rằng không phải lúc nào gặp tam tai thì cũng là cái tai họa. Nhưng mà thường đến vào cái năm tam tai thì nó gặp nhiều cái chuyện vất vả hơn, khó khăn hơn trong cái công việc. Chuyện là xây nhà, mua bán nhà cửa hoặc làm việc xây dựng nhà cửa thì cũng cần phải xét thêm cái yếu tố kim lâu hóa ốc nữa. Nhưng mà tóm lại là phạm cái tam tai thì người ta cũng thường kiêng kỵ rất nhiều thứ. Một số việc xấu thường xảy ra đến với người khi mà gặp cái hạn tam tai. Trong năm học gặp hạn tam tai ấy, thì quý vị thường có tính tình là nóng nảy hơn một cách bất thường. Trong nhà thì rất dễ xảy ra những chuyện có tang sự trong 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 dòng tộc họ hàng nhà mình, và rất dễ bị tai nạn xe cộ hoặc là bị thương tích hoặc là bị thưa kiện hay là dính đến cái chuyện kiện tụng pháp luật. Bên cạnh đó, cái hạn tam tai nó còn gây ra chuyện thất thoát về tiền bạc và mang cái tiếng thị phi. Quý vị lưu ý là trong cái năm những năm hạn tam tai ấy, thì quý vị tránh cưới gả, hùn hạp vốn làm ăn, mua nhà và kỵ đi những chuyện sông nước đi biển. Tiếp tục làm những cái việc đang còn dở dang trước đó thì thường sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề, không nên khởi sự trong những năm mà bị tam tai. Vậy thì những tuổi phạm tam tai năm 2024 thì sẽ như thế nào, đúng không ạ? Thì trong chúng ta biết là năm 2024 là năm Giáp Thìn, đúng không ạ? Chúng ta có 3 tuổi phạm tam tai, đó là tuổi gì? Thân, Tý, Thìn, và đều là tam tai ở năm cuối. Vậy nên bây giờ chúng ta xét chi tiết từng tuổi xem là cái vận hạn tốt xấu ra sao để quý vị còn biết cách mà gì mà phòng tránh nhé. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta xét về những người tuổi thân thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì nhận định nhờ cục diện tam hợp nó nâng đỡ, thêm một số cái cát tinh nó hỗ trợ nó giúp sức, vậy nên là dù vẫn trong cái năm 2024 năm cuối của năm tam tai ấy, nhưng mà cái năm 2024 được coi là một cái năm phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội mới cho những người tuổi thân, cho những ai mà chưa kịp nắm bắt lấy cái vận thế trong năm cũ năm 2023. Cái cát khiến nó thắng thế, một khi mà đã bỏ công bỏ sức ra ấy, thì ắt sẽ thu hoạch được những thành quả như ý. Dù cũng phải va vấp không ít khó khăn hay là thách thức, thậm chí trong quá trình cố gắng thì những người tuổi thân còn tìm ra những cái năng lực tiềm ẩn của bản thân, có được bước đột phá ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Công việc trong năm 2024 cũng hứa hẹn gặt hái được nhiều cái thành công lớn hơn nữa, kết giao được nhiều bằng hữu tốt, làm công việc gì thì cũng được thuận lợi và hanh thông. Quý vị thậm chí còn có thể được quý nhân giới thiệu cho những cái cơ hội làm việc đáng quý. Người đi theo con đường công danh thì dần dần khẳng định được cái vị thế của bản thân. Trong khi đó, những người trẻ tuổi ấy sẽ tìm ra được con đường thích hợp để phát triển bản thân và luôn hăng hái thực hiện nhiệm vụ được phân công. Sẽ khó tránh khỏi những cái khó khăn hay là những cái thách thức, nhưng cuối cùng thì vẫn đạt được kết quả như mong đợi. Cái vận trình tài lộc của những người tuổi thân ấy, trong cái năm 2024 này, cái năm cuối của năm tam tai, thì với những cái thành tích tốt trong công việc sẽ giúp cho những người tuổi thân thu được cái khoản hoa hồng thưởng nóng không hề nhỏ. Với những người làm ăn kinh tế thì đây là một cái thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn của mình. Dù vất vả một chút nhưng mà quý vị sẽ thu được những khoản lời lãi xứng đáng. Đáng mừng hơn là một vài người còn phát hiện ra là đáng mừng hơn là một vài người tuổi thân còn phát tài nhờ những cái trò chơi may rủi hoặc là đầu tư mạo hiểm. Thêm nữa, cái tình cảm và nhân duyên của những người tuổi thân trong thời gian này khá là vượng, đào hoa thì phơi phới. Những người độc thân thì được giới thiệu cho những cái đối tượng triển vọng, thậm chí là các bạn còn trở thành những cái đối tượng nổi bật trong tập thể và được nhiều người săn đón chỉ dẫn. Chỉ cần các bạn có con mắt tinh đời thì sẽ dễ tìm được những người phù hợp. Với những người đã lập gia đình thì vợ chồng các bạn tương đối là hài hòa, hòa thuận và biết thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, quý vị cần phải chú ý đến cái nguy cơ của kẻ thứ ba rình rập, không nên buông thả bản thân. Đó. Bên cạnh đó thì về mặt sức khỏe thì nhìn chung những người tuổi thân sẽ duy trì được cái mối quan hệ sức khỏe tốt, ít bị ốm đau bệnh tật, ít bị ốm vặt hoặc là ít mắc những cái bệnh nghiêm trọng. Những người tuổi thân hãy duy trì cái lối sống điều độ để cơ thể luôn được khỏe mạnh và tránh làm những việc quá sức, đẩy bản thân vào cảnh lao lực. Khi gặp chuyện căng thẳng quá thì cũng đừng ngại trao đổi với những người xung quanh để được giúp đỡ một cách kịp thời. Như vậy là chúng ta thấy là gì? Với cái năm thứ ba của tam tai thì cái vận trình của những người tuổi thân vẫn rất là tích cực, vẫn rất là tốt, không có điều gì phải lưu ý cả, đúng không ạ?
Nhưng mà quý vị cũng đừng chủ quan nhé, đừng chủ quan, đừng lơ là. Tuy nhiên là vận thế của năm 2024 nó rất là tốt, nhưng mà quý vị cũng cần phải đề phòng những cái chuyện bất chắc nó xảy ra và không được ngủ quên trên chiến thắng. Đó là vận trình của những người tuổi Thân. Và để gia tăng thêm may mắn cho mình trong năm 2024 nó Giáp Thìn, thì những người tuổi Thân hãy lưu ý luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Cái vòng tam hợp quý nhân nó sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải cái hạn của năm, hóa giải cái hạn tam tai, cũng như là mang lại cái sự may mắn, mang lại cái sự hòa hợp vợ chồng. Từ đó sẽ giúp cho gì, vợ chồng hòa hợp, công việc thì được hanh thông thuận lợi, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Vòng tam hợp quý nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và khi tỉnh vòng thì quý vị hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh để được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của mình. Khi đó vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất, chiêu tài lộc và hóa giải những xung sát thị phi cho những người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình nhé. Đó là con giáp gặp tam tai đầu tiên. Con giáp thứ hai thì đó là những người tuổi Tý. Tuổi Thân là con giáp đầu tiên này, đúng không ạ? Tuổi Tý là con giáp thứ hai. Quý vị thân mến, những người tuổi Tý năm 2024 được nhận định là bước sang năm Giáp Thìn, thì cái vận trình của những người tuổi Tý đã có những cái khởi sắc trông thấy so với cái năm 2023 năm Quý Mão. Cái vận khí xua tan không ít những mây mờ để đón chào những cái tia nắng mới trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Cái tình trạng sức khỏe của năm ngoái thì gần như đã được bớt đi nhiều phần. Vận khí của bản mệnh tuy chưa được thực sự thăng hoa nhưng mà cũng được coi là ổn định. Không có quá nhiều cái thăng trầm cũng như là gì, thiếu cái sự đột phá. Cần phải cẩn trọng chú ý quản lý bản thân, nâng cao cái năng lực cân bằng giữa cuộc sống và cái công việc thì mới có thể cải thiện được cái vận trình của mình. Bên cạnh đó, trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì được cục diện tam hợp là Thân, Tý, Thìn nó che chở, nó giúp đỡ, nên là có thể hóa giải phần nào cái vận xui trong năm phạm tam tai vào năm cuối. Dù vậy, những người tuổi Tý cũng nên có sự thận trọng, không nên chủ quan trong tất cả các lĩnh vực mà của cuộc sống để giữ cái may mắn đối với mình. Cái sự nghiệp của những người tuổi Tý trong thời gian này thì nói chung là cũng có những cái điểm sáng đáng kể trong cái năm Giáp Thìn năm 2024. Dù thách thức vẫn còn nhưng mà cũng không phải là không có cái cách xử lý. Các bạn cần phải cố gắng điều chỉnh cái tâm lý và dần dần thích ứng với cái nhịp điệu và cái sự thay đổi của năm 2024. Cơ hội đến không ít nhưng mà có nắm bắt được hay không ấy, hoặc là nắm bắt tới đâu ấy, còn phụ thuộc vào cái cách nhìn nhận của những người tuổi Tý. Chỉ cần các bạn tập trung phát triển cái lợi thế của bản thân và có sự tập trung tính toán thật kỹ lưỡng, chắc chắn các bạn sẽ gặt hái được không ít những cái thành tựu lớn lao trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn này. Bên cạnh đó, về cái phương diện tài lộc thì diễn biến tài lộc trong năm 2024 ấy thì cũng có nhiều cái chuyển biến tích cực. Nhờ hàng loạt những cái tài tinh nó cao chiếu, cái việc kiếm tiền của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng khá là suôn sẻ, cũng được người người giúp đỡ, nên là cái chuyện làm ăn kinh doanh thì có lãi. Dù vậy thì các bạn cũng nên chú ý đến cái tâm trạng thất thường, đừng vì những chuyện vặt vãnh mà nóng nảy, cáu gắt, kẻo lại phá hỏng các mối hợp tác đang có lợi cho mình. Đồng thời cũng chú ý đến cái chuyện giao tiếp với mọi người xung quanh và tránh những cái mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do bị hiểu lầm. Bên cạnh đó, tình duyên và gia đạo thì có ít có biến động lớn. Các mối quan hệ lứa đôi, một các mối quan hệ vợ chồng cũng ít sóng gió. Đó cũng có thể coi là một cái điều đáng mừng. Những người độc thân thì có một vài cơ hội về tình cảm nhờ cái sức hút tăng vọt của mình. Tuy nhiên, quý vị cũng nên cẩn thận kẻo bị lừa gạt trong chuyện tình cảm và trong chuyện tiền bạc. Trong năm nay thì là năm cuối của năm hạn tam tai ấy, vậy nên cái sức khỏe của những người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn lại có một vài cái hung tinh nó tác động xấu đến cái sức khỏe của những người tuổi Tý. Tuổi Tý vẫn nên là chú ý chăm sóc sức khỏe cơ thể của mình một cách cẩn thận, rèn luyện tùy sức, sinh hoạt khoa học và điều độ để giữ gìn cái sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên chú ý khi mà đi lại, tránh va vấp hoặc là tránh những cái tai nạn, tai bay vạ gió nó đến với mình. Đó là tuổi phạm tam tai thứ hai là những người tuổi Tý. Và để gia tăng cái may mắn cho mình cũng như là hóa giải cái không khí của năm 2024
thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Thân, Tý, Thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc và tài lộc cho những người tuổi Tý trong năm tam tai cuối cùng, năm 2024 năm Giáp Thìn. Vòng tam hợp quý nhân đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là tuổi thứ hai. Tiếp theo tuổi thứ ba phạm năm tam tai, đó là chính là những người tuổi Thìn. Trong năm 2024 thì nhận định những người tuổi Thìn sẽ có một năm có nhiều cái biến động quan trọng đối với những người tuổi Thìn. Trong năm tuổi của mình là một, thứ hai lại bị vướng vào cái năm thứ ba của năm tam tai, năm cuối năm tam tai. Cục diện trực thái tuế chi phối mạnh mẽ, thêm cả những cái tác động bất lợi của năm cuối năm tam tai, nên là cái hung cát nó xáo trộn, nó đan xen. Những người tuổi Thìn trong thời gian này sẽ gặp nhiều cái bất lợi và nhiều cái thách thức ở mọi phương diện của cuộc sống. Người xưa có câu là thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ ắt hữu họa. Cũng là cái lý do đó, cho dù bản thân của người tuổi Thìn ấy có ý chí kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm và gia cảnh tốt thì cũng sẽ gì tỏ ra rất là nhỏ bé trước cái khủng hoảng, trước cái khó khăn lớn lao mang cái tính khách quan của cái thời cuộc. Một số ít thì có thể là rơi vào tình trạng là u uất, chán trường. Điểm báo tử vi trong năm 2024 cho thấy trong nửa đầu năm thì có thể là khó khăn chồng chất, thách thức không ngừng xuất hiện với những người tuổi Thìn. Nhưng mà gì nửa cuối năm thì cái vận thế sự nghiệp sẽ đảo chiều, quyết tâm và nỗ lực bền bỉ khi mà thực hiện công việc sẽ khiến cho những người tuổi Thìn được ban lãnh đạo ghi nhận, cuối cùng sẽ đạt được kết quả tốt. Kèm theo đó là cái sự khen thưởng xứng đáng, nên là quý vị đừng vội nản lòng. Bên cạnh đó, công việc làm ăn cũng bị ảnh hưởng nhiều mặt, tiến độ cũng bị chững lại, ít cơ hội để phát triển hay là thăng tiến. Đã vậy, cái sức cạnh tranh ngày càng lớn và đòi hỏi các bạn phải liên tục chăm chỉ làm việc hơn nữa để bảo vệ những gì mình đã có. Về cái chuyện đầu tư hay là khởi nghiệp thì quý vị cũng cần phải cẩn trọng hơn nữa và lựa chọn đối tác một cách cẩn thận, tránh bị lừa lọc, bị tiểu nhân chơi xấu. Năm nay không thích hợp để mở rộng cái quy mô, lại lợi bất cập hại. Bên cạnh đó, tài khí nó sa sút, kiếm tiền trở nên cũng khó khăn hơn rất nhiều với những người tuổi Thìn. Chỉ nên quý vị trong thời gian này chỉ nên tập trung những cái dự án đang còn dở dang, hạn chế mở mới hay là đầu tư lớn một cách ồ ạt. Tuyệt đối tránh xa những trò đỏ đen cờ bạc, cá cược hay là đầu tư mạo hiểm hòng sinh lời nhanh. Đồng thời, những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng cần phải chú ý lên kế hoạch cẩn thận và chi tiêu một cách hợp lý các khoản sinh hoạt hàng ngày để có được thêm cái tài lộc. Thưa quý vị, về mặt tình duyên thì những người tuổi Thìn phạm thái tuế thì rất bất lợi cho những người độc thân. Tình cảm thì nhiều dở dang bẽ bàng, gặp người nhưng mà không ở lại. Với các cặp đôi thì tâm lý bất ổn của các bạn cũng có thể dẫn đến ảnh hưởng, gây ra sự khó chịu cho nửa kia, khiến cho căng thẳng ngày một leo thang, tranh cãi thường xuyên nổ ra, thậm chí là xảy ra chuyện đứt gánh giữa đường. Vợ chồng thì nên san sẻ với nhau nhiều hơn để gia đình luôn được yên vui, tránh tạo cơ hội cho kẻ thứ ba, tiểu tam chen ngang vào cái hạnh phúc của gia đình. Bên cạnh đó, cái sức khỏe của những người tuổi Thìn cũng có nhiều cái dấu hiệu bất ổn, nó bị giảm sút trông thấy, đương số không được chủ quan với bất kỳ cái vấn đề nào, dù là nhỏ nhất, kẻo lại hối hận không kịp. Quý vị đừng né tránh cái việc điều trị y tế, cũng đừng ngần ngại tốn tiền. Đấy. Nếu không, rất có thể sẽ trì hoãn cái thời gian điều trị. Và càng chậm trễ thì số tiền, chi phí sẽ càng lớn càng nhiều, bệnh tình cũng càng nặng thêm. Đặc biệt, quý vị hãy chú ý duy trì cái sức khỏe tinh thần và tránh những cái tác động tiêu cực của cái sự lo lắng, của cái sự căng thẳng lên cơ thể. Đi đứng cũng cần phải cẩn trọng, kẻo gặp họa hình thương hoặc là cái họa huyết quang, nó ảnh hưởng xấu đến cái cuộc sống của mình. Vậy nên trong thời gian này, những người tuổi Thìn ấy, trong năm 2024 nó Giáp Thìn, hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận thế của mình, giúp hóa giải những vận hạn xấu xảy ra. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân, nó sẽ sử dụng cái cát khí của bộ tam hợp. Đấy, nó sẽ giúp quý vị và các bạn hòa hợp hơn trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho cuộc sống được bình an hơn, được may mắn hơn và tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến,
Như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái hạn Tam Tai với 3 tuổi Thân Tí Thìn trong cái năm cuối. Trong cái năm gặp hạn Tam Tai ấy, thì vẫn có cát có hung, tùy theo cái vận thế và tùy theo cái cách nắm bắt của từng người để chúng ta có được một cái cuộc sống bình an hơn, được viên mãn hơn. Và một số người còn hỏi là vì sao là tam hợp lại hóa tam tai? Vậy thì phải hiểu thế nào cho đúng? Thưa quý vị, hiểu được tam tai là gì thì ắt sẽ tường tận được cái ý câu nói là tam hợp hóa tam tai. Vì sao lại như vậy? Đã tam hợp rồi lại còn thêm cái tai họa. Có thể cắt nghĩa một cách đơn giản là tam hợp là 3 tuổi rất hợp nhau. Nếu mà hai vợ chồng nằm trong bộ tuổi tam hợp rất là tốt, nếu mà đẻ con nữa thì lại càng tốt nữa. Tuy nhiên, dân gian ta cho rằng cái tai họa trong 3 năm liên tiếp thì giống nhau và cùng nhau. Nên là khi vợ chồng mà hợp tuổi tam hợp ấy, thì cả hai sẽ bị cái hạn tam tai và bị tam tai liên tiếp trong 3 năm. Không ai có thể gánh cho ai được. Cái mức độ tai họa nó cũng tăng lên gấp đôi. Như vậy là không tốt. Nói như vậy không nghĩa là các cặp vợ chồng mà gặp cái tuổi tam hợp nào cũng biến tam tai. Khi mà xét, chúng ta cũng phải dựa trên rất nhiều yếu tố, xem có bị gì xung hợp hay cái gì đó hay không ấy. Thì nói chung ấy, thì trong một video về tam hợp hóa tam tai thì Tử Thông đã chia sẻ rồi, thì quý vị có thể xem lại video đó nhé. Tam hợp hóa tam tai chỉ cách nói của dân gian. Nó chỉ xảy ra theo cái chu kỳ nhất định, chứ không phải diễn ra trong suốt cái thời gian dài của cuộc đời. Nó xảy ra được khi mà hội tụ đầy đủ cái yếu tố, đúng không? Như là gì, chọn cái thời điểm nó không phù hợp để kết hôn, hoặc là gì, chọn cái thời đuổi điểm không phù hợp để sinh con, hoặc là chọn cái thời điểm không phù hợp để kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau, thì nó cũng sẽ hóa ra sự xấu. Tuy nhiên, mọi vấn đề đều có cách hóa giải của nó. Cuộc sống gia đình dù hợp hay xung thì cũng phải biết nhường nhịn, cảm thông lẫn nhau, chứ không có chuyện là cứ đến cứ hợp tuổi là không cần phải nhường nhau. Còn nhiều cái yếu tố nữa nó tác động đến cuộc sống vợ chồng, như phong thủy hay là địa lý, đúng không ạ, hay là ngày tháng năm sinh giờ sinh của từng người, vân vân. Đó. Thì ngoài ra ấy, trong năm hạn tam tai thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải. Quý vị hãy sử dụng vòng tam hợp quý nhân tùy theo tuổi, đúng không ạ? Ví dụ như tuổi Thân Tí Thìn thì sẽ sử dụng vòng Thân Tí Thìn, tuổi Dần Ngọ Tuất thì sẽ sử dụng vòng Dần Ngọ Tuất, tuổi Tị Dậu Sửu thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu. Còn những tuổi Hợi Mão Mùi thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Đó. Vậy nên cái tuổi tam tai không đáng sợ. Không đáng sợ. Quý vị vẫn có thể hóa giải được bằng cái cách là gì? Quý vị sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp cũng như là gì? Kèm theo những cái hướng dẫn mà Tử Thông đã chia sẻ ở trên thì quý vị sẽ dễ dàng vượt qua năm 2024, năm tam tai cuối cùng. Đó. Thưa quý vị, thì ngoài ra người ta cũng thường sử dụng các linh vật phong thủy, các vật phong thủy để hóa giải tam tai. Hiểu được tam tai là gì để có cách hóa giải một cách phù hợp, thì ngoài cái việc cúng giải tam tai ra ấy, thì các tuổi phạm tam tai cũng có thể hóa giải tam tai bằng các phương pháp sau. Bằng một số là gì, đeo một vài cái vật phẩm phong thủy hộ mệnh, như là cái gì, cái minh quang pháp bảo này, cái bát bảo tâm kinh này, hoặc là gì, cái vòng là cái phú quý chi mệnh này, vạn phúc chi nhân này. Đấy là những cái vật phẩm phong thủy có thể hóa giải cái hạn tam tai. Và tùy vào từng cái tuổi phạm tam tai mà có những cái vật phẩm phong thủy hộ mệnh riêng cho các năm. Các con giáp cũng có thể tham khảo thêm cái vật phẩm phong thủy của đạo sĩ Tử Thông để biết được rồi gì, làm cách nào để hóa giải. Và trong năm phạm tam tai, quý vị có thể hóa giải bằng những cách sau này. Thứ nhất là làm việc thiện. Đấy, làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh chính là một trong những cách cải mệnh rất là tốt. Vì thế, ngoài việc tiến hành các nghi lễ cúng bái hoặc là đeo các vật phẩm hóa giải tam tai ấy, thì làm việc thiện thường xuyên như là phóng sinh cá, ốc, trạch, lươn, vân vân, cũng như là phóng sinh các loại chim muông, muông thú. Đấy, thì càng giúp cái việc hóa giải cái hạn này càng nhanh và hiệu quả hơn. Đó. Và lại được gì, được hưởng cái âm phước vô lượng, có thể hóa hung thành cát, gặp nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, trong cái năm phạm tam tai ấy, thì quý vị cũng cần phải suy nghĩ một cách tích cực. Khi mà có cái luồng suy nghĩ tích cực rồi ấy, thì tự bản thân mỗi người sẽ tỏa ra một cái năng lượng tích cực, giúp cho chính mình thu hút những cái vận khí cát lành và sẽ gì, sẽ sửa chữa những cái sai lầm của chúng ta, từ đó sẽ để hóa giải được cái hạn tam tai, có lợi hơn rất nhiều cho gia chủ. Chỉ cần một vài cái thay đổi nhỏ thì các bạn cũng cảm thấy là hiệu quả rõ rệt. Vậy nên các bạn hãy luôn hướng tới những điều tốt đẹp để cuộc sống nó thêm nhẹ nhàng, an nhiên. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái hạn tam tai năm 2024, năm Giáp Thìn của ba con giáp
phạm nặng nhất đúng không ạ? Và nặng nhất thì vẫn là những người tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn là vừa phạm tam tai lại vừa phạm thái tuế. Vậy nên là gì, cái vận hạn của họ sẽ vất vả hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.